Sau giai đoạn 1 và 6 vòng đấu của giai đoạn 2, cuộc đua vô địch tại Nike World V-League 2023 sẽ đi đến vòng cuối vào ngày 27 tháng 8 tới. Đầu mùa giải, Đông Á Thanh Hóa không phải đội bóng được đánh giá thực sự cao, cho dù những thay đổi ở đội bóng xứ Thanh gần đây rất đáng kể cả về hình ảnh cũng như lực lượng. Và thật kỳ lạ, Thanh Hóa đã có một mùa giải thăng hoa, thậm chí từng trở thành ứng viên cho cuộc đua ở top đầu. Nhưng Thanh Hóa không phải bất ngờ lớn nhất V-League mùa giải năm nay. Công An Hà Nội thực sự đang khiến giới chuyên môn và các tín đồ bóng đá quốc nội phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng từ cách đội bóng này khuấy đảo thị trường chuyển nhượng đến cuộc bứt phá trong giai đoạn 2. Ngỡ ngàng cả trong cách Công An Hà Nội giành chiến thắng liên tiếp dù người đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng Paolo Foiani ngồi trên khán đài. Người ta nghe thấy tiếng chỉ đạo các cầu thủ Công An Hà Nội thi đấu từ ông Trần Tiến Đại, một gương mặt lâu năm của bóng đá Việt Nam. Công An Hà Nội đã bước lên ở giai đoạn cần thiết nhất, và nếu như ở lượt đi họ từng thua cả Viettel lẫn câu lạc bộ Hà Nội thì tại lượt về, kết quả đảo ngược. Chiến thắng trước Viettel ở lượt đấu áp chót mới đây cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra ở V-League. Đó là những bất ngờ xảy đến vào thời điểm nhiều người không ngờ nhất. Sau 20 năm, V-League lại mới đứng trước một sự kiện hiếm thấy khi một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng đã vô địch ngay năm đầu tiên. Đó là kỳ tích Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức từng tạo ra năm 2003 với đội hình Dream Team gồm nhiều danh thủ cả Việt Nam cũng như Thái Lan. Công An Hà Nội đang đứng trước cơ hội tái hiện lại thành tích trên với một dàn quân cũng là tập hợp những hàng tuyển chất lượng nhất. Đó là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Philip Nguyễn, những cái tên đội bóng nào ở V-League cũng thèm muốn. Điều đẹp nhất cho phút cuối, nhưng có một kịch bản khác không ít người yêu bóng đá Việt Nam có thể nghĩ tới, đó là cuộc ngược dòng của câu lạc bộ Hà Nội. Với hai điểm cách biệt so với Công An Hà Nội, Văn Quyết và các đồng đội đã không còn quyền tự quyết. Kể cả khi đánh bại Viettel, câu lạc bộ Hà Nội cũng khó vô địch bởi chỉ cần hòa Thanh Hóa, Công An Hà Nội có đến 99% khả năng nâng cúp. Cũng giống như ở mặt trận trụ hạng với các trận đấu diễn ra ở vòng đấu áp chót, rất nhiều người vẫn đặt ra khả năng liệu có ai đó buông hay không. Lịch sử V-League chứng kiến nhiều trận cầu nhạy cảm như vậy, thậm chí có cả những trận được nhìn nhận là có mùi, kéo theo những tác động không hay, không công bằng cho cuộc đua. Không nói đâu xa, vòng áp chót vừa qua V-League đã ồn ào trước việc Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương cùng nhau cán đích bằng một trận hòa, qua đó đẩy SHB Đà Nẵng xuống hạng. Rất khó để quy kết cho Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bằng cách nào đó, kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này đã đẹp với cả hai. Sau trận đấu giữa Công An Hà Nội và Nam Định, hội cổ động viên Nam Định cũng giải tán vì những eo xèo sau kết quả trận đấu. Sân Thiên Trường từng luôn là chảo lửa, đang đứng trước những ngày tháng khó khăn. Thật không may, Thanh Hóa hiện cũng đã hết cơ hội vô địch, không còn nhiều động lực chiến đấu trước Công An Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Popov vô tình đóng vai kẻ phán xử ở vòng đấu cuối cùng. Xét cả về thực lực và động lực thi đấu, Thanh Hóa đều không có nhiều cơ sở để tạo nên một bất ngờ trước Công An Hà Nội. Nhưng cũng chính điều đó khiến cho những người yêu bóng đá đẹp chờ đợi vào một kết quả ngoài mọi dự đoán. V-League đã kéo dài cuộc đua tới ngày cuối cùng, và liệu rằng đó sẽ là những gì đẹp nhất của bóng đá?